ba yếu tố đủ duyên để chúng ta tạo ra cách thứ nhất để mà tồn tại một gia đình khi vợ chồng khác tầng. Một là ông chồng hy sinh, người tầng trên hy sinh. Hai, người tầng dưới nhận ra mình chưa đúng và mình cần nỗ lực hơn để chuyển tầng. Thứ ba là cần phải cho nhau thời gian trải nghiệm để đúc kết. Ba yếu tố đấy thì chúng ta mới sống được ở một cái trạng thái là gia đình tồn tại. Nhưng hạnh phúc thì chưa. Hoàng Ngô có đặt câu hỏi: xin thầy cho em hỏi, tố chất nào có thể khắc phục đời sống trong hôn nhân khi khác tầng tư tưởng Em cảm ơn thầy. Khi mà khác tầng tư tưởng thế này này, thì thực ra nó có một cái khó. Một là bạn phải chấp nhận là ở tầng nào để nguyên tầng đấy, tức là nó vậy nên nó phải vậy. Nhưng mà tất nhiên ở cái tầng dưới thì họ hành động ngu si hơn tầng trên. Nhưng không có nghĩa là tầng dưới là tệ hơn tầng trên nhé. Vì không có lớp 1 thì không có lớp 12. Vậy thì không có nghĩa mình nói là lớp 12 là quý hơn lớp 1 được. Vậy thì không có cái tầng tâm thức vật chất thì mình không có cái tầng tâm thức của trí tuệ đâu. Không bắt buộc nó phải trải qua cái tầng đó. Vậy cho nên không có nghĩa là tầng tâm thức vật chất là tầng nó tệ. Cái đầu tiên chúng ta phải có cái khái niệm này trong suy nghĩ của mình đã, không là chúng ta phân biệt và phán xét. Vậy thì tương tự như vậy, nếu trong một gia đình mà người vợ họ tầng vật chất mà người chồng ở tầng trí tuệ, thì hỏi làm nào để sống được với nhau. Thì bây giờ nó chỉ có hai cách khi sống được với nhau. Một là cái người ở tầng trên thì phải hy sinh, phải chấp nhận những cái hành xử ở cái tầng tâm thức của người tầng dưới. Nhưng ngược lại, với điều kiện là người tầng dưới cũng phải có nhu cầu muốn bước đi lên tầng trên. Còn tầng dưới nó bảo là thôi kệ mày, mày cứ ở trên cho nó mát, tao ở dưới kệ tao, tao còn buôn bán, tao còn kiếm vật chất. Thì như vậy nhá, thì sống với nhau thì họ phải chịu đựng nhau cả đời. Vậy thì người bên dưới phải có ý mong muốn phấn đấu lên trên, và ngược lại người bên trên phải chấp nhận để có thời gian cho người bên dưới. Thì như vậy nó mới gọi là đủ duyên để hy sinh, cũng xứng đáng để hy sinh. Mà người bên dưới cũng thấy rằng là người bên trên cũng thiện chí nên mình cũng cố gắng hơn. Vậy thì vấn đề ở đây là hai người phải nhận ra nhau, là nhận ra mình ở vòng nào và người kia ở vòng nào, và cần có thời gian để nỗ lực. Như vậy ba yếu tố đủ duyên, ba yếu tố đủ duyên để chúng ta tạo ra cách thứ nhất để mà tồn tại một gia đình khi vợ chồng khác tầng. Một là ông chồng hy sinh, người tầng trên hy sinh. Hai, người tầng dưới nhận ra mình chưa đúng và mình cần nỗ lực hơn để chuyển tầng. Thứ ba là cần phải cho nhau thời gian trải nghiệm để đúc kết. Ba yếu tố đấy thì chúng ta mới sống được ở một cái trạng thái là gia đình tồn tại. Nhưng hạnh phúc thì chưa. Sau này về cùng tầng mới có thể hạnh phúc được. Cái tiếp theo là cách thứ hai, là người bên trên phải hy sinh hạnh phúc của cá nhân để chấp nhận người bên dưới, dù họ thay đổi hay không thay đổi. Tức là mặc nhiên chúng ta phải chấp nhận chuyển động, và cuộc đời này chúng ta phải chấp nhận rằng mình không nhận được hạnh phúc đấy. Tức là giống như kiểu do xe của mình đi nhanh quá, bây giờ phải tắt máy dừng hẳn lại chờ người ta đi, và phải chấp nhận cái chuyện đó. Mặc dù phía trước còn rất nhiều việc quan trọng phải đi, phải làm, nhưng phải dừng lại. Thậm chí còn phải quay lại chỗ người ta, vì người ta đâu có tiến lên chỗ mình đâu, thì cứ đứng ở đây chờ cũng không được, phải hy sinh cả đời. Và cách thứ ba
thì cái người ở dưới ấy, họ biết họ sai và họ gì, họ tuân thủ theo cái người trên, tức là họ anh bảo sao em thực hiện theo, em nghe, em sẽ tuân thủ. Thì nó chỉ có ba cách đấy, thì khi đó thì một cặp vợ chồng mới tồn tại được với nhau. Nhưng mà thực ra tồn tại trong cái trạng thái này thực ra thì nó cũng là một sự hy sinh, còn bảo hạnh phúc thì chưa chắc. Nhưng mà nói vậy thôi, chứ trong 1.000 cặp đôi mà sống với nhau thì chỉ được giỏi là được 20 cặp nó gì ạ, nó đồng tâm thức mãi mãi thôi, chứ còn cứ chạy một hồi nó vênh tâm thức à, cứ chạy một hồi nó vênh tâm thức, bởi vì cái nhận thức của mỗi người khác nhau, cho nên cái chuyển tầng nó sẽ khác nhau. Vậy thì nếu mà cứ vênh tâm thức thì mình đổi vợ đổi chồng liên tục à, cũng được. Em thường cho nên đấy là lý do mà tại sao cái giới doanh nhân ấy, những người trí tuệ mà họ phát triển nhanh ấy, thì rất dễ bị các cặp đôi bị ly hôn. Là bởi cái tầng tâm thức nó sẽ chạy khác nhau. Ví dụ như rõ ràng lúc anh Vũ Trung Nguyên mà lấy chị Thảo chẳng hạn, thì rõ ràng hai anh chị chắc là phải rất là tâm đầu ý hợp, nó phải rất là cùng tầng, thì hai người đấy mới kết hôn được với nhau. Nhưng sau một thời gian chạy thì hai người bị lệch tầng. Tôi không biết chị Thảo cao hơn anh Vũ Trung Nguyên cao hơn nhé, hôm nay sau này mình lại trở thành ném đá hội nghị thì chết. Không biết ai cao hơn, nhưng mà rõ ràng nó lệch tầng, cho nên là hai người mới không tồn tại được, mới phải ly hôn. Và ở đây cũng không ai chịu nhường ai, không ai chịu hy sinh cho ai, nó đơn giản vậy thôi. Nhưng mà nếu hy sinh thì rất mất thời gian. Và hy sinh thì hy sinh đến bao giờ, thì cái câu chuyện là nó phải thiện chí từ hai bên, tức là người còn lại phải nhận ra cái điều là tôi sẽ tuân thủ ông để tôi chạy theo ông, hai là người bên trên phải chấp nhận là thôi rồi tôi hy sinh, trời không chịu đất thì đất phải gì, đất phải chịu trời, thì tối thiểu nó phải như vậy. Và người ta cho nhau thời gian để thay đổi, và chúng ta đón nhận thời gian để thay đổi về cùng tầng ấy, thì nó cái câu chuyện nó như vậy. Vậy thì cuối cùng là cái đức quan trọng nhất trong cuộc hôn nhân khác tầng tư tưởng là đức hy sinh và tính kiên trì. Hy sinh rồi nhưng còn phải kiên trì, chứ còn hy sinh mà được một năm mà thấy nó không thay đổi thì mình cáu mình lại viết đơn ngay thì lại không được. Hy sinh nhưng còn phải kiên trì nữa, khổ thế vậy. Đấy nhá. Đấy, thế thì đây là hai cái đức tính, và thực ra đây cũng là hai đức tính mà gần như mà phải là Phật thì với đạt được cái cảnh giới đó. Cho nên chúng sinh nó ly hôn suốt ngày là đúng rồi. Đấy, xin cảm ơn Hoàng Ngô. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc.